Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái tựa game đó là Roll Z với mọi người. Thì hôm nay thì mình vô thì mình sẽ gọi là hướng dẫn cho mọi người gọi là newbie như mình chơi game. Thì đầu tiên á, vô newbie chơi game thì nếu mà mấy bạn có gọi là có friend á thì xin người ta một hẳn 1.000 tiền nhé. Thì mua cái thanh kiếm như mình. Đây, cái thanh kiếm thì để mua kiếm thì mình nhớ là hình như là ở trong này thì phải. Không phải à, chỗ mua kiếm là cái chỗ nào để mình chỉ là cho mọi người cái chỗ mua kiếm. Hình như là trong đây. Không ta. Ủa chỗ mua kiếm đâu ta? Để mình tìm là cái mọi người à. Hồi nãy Hùng nó chỉ mình cái chỗ mua kiếm. Hình như là ông này là mua kiếm nè. Đúng rồi. Mọi người mua kiếm ở trong đây nhá. Mọi người để 1.000 tiền và mua cái thanh kiếm màu trắng như thế này. Đó, thì mọi người sẽ có thanh kiếm giống như mình. Thì ở tân hữu farm á thì bây giờ mọi người farm theo kiểu xây dòng, farm như hiểu kiểu xây dòng như mình. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người farm nhé, thì làm theo như mình luôn. Thì mình cũng vừa farm vừa chỉ cho mọi người thôi. Cái này thì chắc là khá nhiều người biết rồi, mọi người nào mới chơi thì không biết thì có thể làm cho mình nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ farm cái nhiệm vụ của con Sumi, con ở đầu cổng làng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ đó là đánh 5 con quái đấy. Nó có tiếng Việt luôn, lâu lâu nó tiếng Việt. Thì game này thì mình nghĩ game này là game ship lock mọi người ạ, à. Nên chơi game cần rất là nhiều ship lock. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ ra giết 5 cái con này. Cái game này nó có cơ cấu giống như là game rank bích nha mọi người. Thì mọi người vừa đánh vừa đỏ nhé, hoặc là chờ đợi nó combo hết xong rồi mọi người giết. Đây, đó, nó đã hết giáp của mình. Thì mình hiện tại mình đang sở hữu cái tộc đó là tộc của thủy trụ mọi người ạ, à. Tomioka. À, một cái tộc 1% nhé anh em. Đấy thì chắc là mình xong rồi mình sẽ đi học luôn cả cái hơi thở của nước cho nó gọi là giống đục trụ một miếng. Gọi là đục trụ với thủy trụ gì năm nay. Đấy, tộc này thì được cộng thêm điểm 3 điểm sức mạnh, 120 máu và 3 điểm kiếm, khá là ngon mọi người ạ. À. Cái gì mà đấm đấm đá tao dữ vậy mày? À. Đầu tiên thì mọi người có thể farm kiếm tiền để học chiêu. Còn hơi thở thì từ từ đã, tiền bạc nó gọi là trong đây khá khó là kiếm tiền nha mọi người. Trời dạ. Quên bật cái ship lock lên rồi đấy nè. Đấy, bên đây chuột phải nó vẫn chém này nha mọi người, chuột phải dùng để combo này kia cái thứ thôi. Khi mà mọi người đánh năm con quái xong rồi đúng không, tiếp tục về nhận nhiệm vụ của con này tiếp thì tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ đó là đánh hai con quái và phải bới được cái con nhỏ gì đó, con nhỏ này con nhỏ em hay nhỏ gì cũng không biết. Thì mọi người đầu tiên là khi có chảy chém cho nó nhăn ra đi, xong lại nhìn này bấm chữ H một cái, và đặc biệt là đừng để con quái đánh trúng mình nha. Con quái đánh trúng mình là cái con nhỏ trên người nó sẽ bị rớt xuống á. Rồi xong, bởi vì nó dứt câu luôn, bế nó lại, bế nó lại, bế nó. Trời ơi, cho tao bế nó lên đi, là gì căng á. Phải bế nó trên vai mới đánh được nha. Rồi rớt xuống nữa. Cay thế à. Để mình giết nó luôn, bế nó lại. À, sao mày quýnh tao nữa đây? Ok, cái con này bịp bịp tao à. Vừa nhớ vừa đỡ và vừa né, vừa đỡ và vừa ve nhé mọi người. Đấy. Một con nữa thôi là bấm lộ mày. Nó hơi mình hơi oằn mọi người, sorry. Rồi, xong, bây giờ với cái nhỏ này về đưa trả nhiệm vụ cho cái con nhỏ ngay đầu cổng đầu làng, con Sumi. Thì chúng ta sẽ được đâu đó một mớ tiền nữa. Đấy. Và tiếp theo là sẽ nhận nhiệm vụ đánh con boss nha mọi người. Thì nếu mà mọi người nào muốn lên cấp nhanh á thì ở tân hữu á thì chỉ cần làm cái nhiệm vụ này thôi. Cứ quay lại đánh đánh boss xong rồi làm nhiệm vụ, nhưng mà mình muốn vừa có cấp vừa có tiền. Thì để đánh xong cái này thì mình sẽ chỉ tiếp cho mọi người nhé. Bỏ ra rồi. À.
mod nha. Game này được cái là lên cấp tự động nó cộng điểm cho mọi người luôn, không cần phải cộng điểm, khá là rôm ra. Mày chém đã chưa? Tới tao chém. Đấy. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Nó đi cấp 10 nha. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ đi nhận nhiệm vụ thứ hai, đó là nhiệm vụ kéo xe nha mọi người. Mình nghĩ là mọi người không nên làm gặt lúa. Gặt lúa nó không tiền, nó không có nhiều lắm. Tiền nhiều nhưng mà nó không có. Từ từ, nó chưa mình cho mình nhận. Không lại ngang. Đấy, bây giờ quay lại cho nhận à. Du đẹp tu quơ cái gì đó. Gì vậy anh trai? Đây. Rồi nhá. Đây, giờ mình sẽ kéo xe ra cái địa điểm ngoài làng cách khoảng 1000m. Thì chúng ta sẽ nhận được 150 tiền thì phải. Đấy, nhiệm vụ này nhiệm vụ có tiền. Cái kia thì chỉ có cấp, chỉ có tiền, cái này thì tiền, nhưng mà tiền nhiều hơn, làm đơn giản hơn. Kéo xe thì 30 giây mọi người nhận được một lần. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Game này mình thấy nói chung thì làm nó cũng gọi là đơn giản, nhưng mà nó hơi tốn thời gian mọi người ạ. Chơi game nó hơi tốn thời gian. I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Đây. You don't ever want to win. Đó. Xong rồi còn một cái nhiệm vụ nữa, nhưng mà nhiệm vụ này thì 7 phút mọi người mới nhận được một lần nha. Đó là nhiệm vụ tìm kim cương. Cái này thì thật sự mình cũng chưa làm nữa nên mình chả biết làm như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người lại nhận trước thôi. Không biết là nó có đưa cho mình cái chỗ gọi là gì mà nó tối hù ở đây, một hàng này. Cái này đi riết thì mọi người nhớ thôi. Mình chưa mua cái lồng đèn nữa anh em ạ. Từ để mình mua cái sau này mình mua cái lồng đèn rồi đây, ví dụ dạng kim cương thì nó sẽ nằm ở ngoài từ nó lại du nếp tu. Mình đang có cái nhiệm vụ khác trên người rồi, chờ xíu để cho nó nhận, cho nó cho chỉ mình nhận mọi người ạ. Nó kêu mình chờ một xíu rồi, vẫn chưa đủ 7 phút à, lâu thế à. Thì chắc là thôi mình sẽ đi về đi, cái này là nhiệm vụ nhận kim cương, cái này thì không biết là đủ thời gian chưa ta, nãy giờ lâu lắm rồi, hơn 7 phút rồi, sao nó chẳng chưa cho mình nhận nữa vậy? Cho nhận gì? Không, chưa cho nhận nữa, cay thật sự à. Thôi, cái nhiệm vụ nhận kim cương này thôi, chắc là bỏ qua đi, chủ yếu là mọi người làm tân hữu hay mọi người làm cho mình hay cái nhiệm vụ kia chắc là nó sẽ ok hơn á. Thì mọi người sẽ có cấp nữa, còn cái này thì chỉ có tiền thôi. Tiền khá là nhiều á, hình như là 500 tiền á, nhưng mà 7 phút mình mới nhận được. Bây giờ mình sẽ đi về làng đi. Đi về làng tiếp tục làm cái nhiệm vụ, mấy cái nhiệm vụ kia. Đó thì chủ yếu là bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người làm cái nhiệm vụ tân thủ, đó là cái con nhỏ sơ mi. Xong rồi mua kiếm nè, xong rồi làm kéo xe hay là gặt lúa chẳng hạn như vậy. Đấy, đơn giản không? Thôi mình sẽ kết thúc cái video tại đây thôi. Cái video là chủ yếu là cho mọi người chơi game cùng với mình, chứ hướng dẫn thì gọi là hướng dẫn thì nó hơi ghê đấy. Đây, ok, mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Mọi người thấy video như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục về bình farm đặng có tiền học hơi thở nước của đục trụ cho anh em xem nhé. Ok, hẹn mọi người những video sau nhé. Bye bye.